vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ở hiền gặp lành, cuộc đời mậu thân, sinh năm 1968, trong 3 năm tới, trời Phật ban lộc, may mắn song hành nổ mạnh, tiền quyển theo nhau kéo về mạnh mẽ, phất lên giàu có hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn chứng kiến hoặc chính bản thân mình than vãn rằng tôi có vận khí kém hoặc chẳng bao giờ gặp may mắn hay chưa ạ? Hay cũng có nhiều người luôn tự hỏi rằng tại sao tôi luôn làm việc tốt, lòng hướng thiện mà cuộc sống của tôi vẫn khổ cực trăm bề, vì con người ta khi sinh ra đã được định sẵn giàu nghèo, sướng khổ. Xã hội ngày nay, sự kỳ thị giàu nghèo đang ngày càng rõ rệt. Dù chúng ta làm việc chăm chỉ, lặn lội thân cò vất vả quanh năm, nhưng nếu chỉ cần chúng ta nghèo, cả xã hội dường như đều coi thường chúng ta. Lắm lúc sau khi tự vấn, quy lỗi lầm về chính mình, như tiên trách kỹ, bạn sẽ thấy lý do mình thua trong đời nó rõ ràng và mạch lạc lắm thay. Bản thân mậu thân là nguyên nhân khiến mậu thân thua, thì chính bản thân mậu thân cũng là nguồn cơn cho sự thắng. Nếu bạn còn muốn chiến, còn muốn đấu, còn muốn bắt đầu, còn muốn khởi nghiệp hay có một cuộc nhân sinh tận toàn với trách nhiệm đang phải gánh, thì hãy ngồi lại, ngẫm lại cuộc hành trình bạn đã trải, xem mình sai bao phần, mình kém bao chỗ, rồi sau đó khắc phục nó mà lại bước vào cuộc chinh chiến dài kỳ. Đặc biệt nhắc nhở Mậu Thân 1968, vì giờ là lúc cuộc đời bạn chuẩn bị bước vào những ngã rẽ quan trọng nhất trong cái chung vận này. Quý vị ơi, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng khó khăn gập ghềnh. Nếu như ngày hôm nay quý vị đang khổ ải thì hãy tin tôi, chỉ cần quý vị biết và nắm bắt thời cơ, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó quý vị sẽ giàu nhất làng nhất xã. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Vi xin giới thiệu tới quý vị 4 bí mật động trời trong 3 năm tới về tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Nếu bản mệnh biết mà nắm bắt kịp thời thì đảm bảo trong 3 năm tới đón vô vàng vận may, tiền vàng tụ hội, rơi trúng mỏ kim cương, đại thắng đại lợi. Vậy chi tiết vận trình của con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng kênh Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và bản chất tính cách tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, có thể nói rằng Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Mậu Thân không những thông minh tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Mậu Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt.
Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thực sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Mậu Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Mậu Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mậu Thân mưu trí nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lõi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài lại vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Mậu Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Mậu Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong việc thuyết phục người khác, vì vậy, họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng. MC dẫn chương trình cô nàng tuổi Mậu Thân không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên. Mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng tuổi Mậu Thân. Sự nhanh nhạy,
Con mắt nhìn xa trông rộng giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Ở Hiền Gặp Lành, cuộc đời Mậu Thân, sinh năm 1968, trong 3 năm tới, trời Phật ban lộc, may mắn song hành nổ mạnh, tiền quyển theo nhau kéo về mạnh mẽ, phất lên giàu có hết phần thiên hạ. Tổng quan cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, với con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề chính xác, nhạy bén, người tuổi Mậu Thân có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Cũng bởi tấm lòng lương thiện, nhân hậu mà họ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, mỗi lúc khó khăn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Họ thích học hỏi khám phá nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và luôn bị hút hồn bởi những thứ độc đáo, kỳ lạ. Bởi vậy, họ ít duy trì thói quen nào lâu dài, cũng ít kiên nhẫn với công việc của mình. Khi gặp chút rắc rối, trở ngại, tuổi Mậu Thân có xu hướng bỏ cuộc, thay đổi đường đi của mình. Tuổi Mậu Thân 1968 thường trải qua khó khăn khi trẻ, nhưng từ trung niên trở đi, cuộc sống sẽ dần thuận lợi hơn. Hậu vận mang lại sự thảnh thơi và an nhàn, mặc dù vẫn có những lo lắng phiền muộn. Tiền bạc thường không là vấn đề phải lo lắng. Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm. Khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn. Đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn. Tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Những người này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 81 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, ăn ở hiền lành, sống tốt đời đẹp đạo thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Về đường tình duyên của Mậu Thân, chuyện nhân duyên của Mậu Thân được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng của mình. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những Mậu Thân được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo và sự nghiệp. Gia đạo của Mậu Thân khi còn nhỏ có nhiều rối rắm. Tuy nhiên khi lớn lên rồi thì sẽ được êm ấm yên vui. Đường công danh của Mậu Thân không vượt qua mức khá được. Từ năm 36 tuổi trở đi, sự nghiệp ngày càng bền vững, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Không bao giờ phải lo nghĩ. Xem tuổi hợp làm ăn, tuổi kết hôn vợ chồng. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với 3 tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ, chồng. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư dả, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạng, thì Mậu Thân nên lựa chọn kết hôn với những người hợp với mình cả về tình duyên và tài lộc. Đó là các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường. Khi bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý và Bính Ngọ, cuộc sống sẽ gặp nhiều vất vả khi Mậu Thân nên duyên vợ chồng với các tuổi Mậu Thân và Giáp Dần.
Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch, thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trong chuyện thành gia lập thất. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình, bao gồm Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, khó đạt tới thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên dang dở không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu trót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ, và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì Mậu Thân nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thành công, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vận mệnh tuổi Mậu Thân theo từng tháng sinh, sinh tháng Giêng, tài giỏi thông minh nhưng thời cơ thuận lợi chưa đến. Muốn thành công thì cần phải kiên trì chờ đợi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có sức khỏe tốt, ít bị bệnh tật. Sinh tháng 2, công việc chính gặp nhiều khó khăn nhưng nghề tay trái lại thuận lợi. Bởi vậy cuộc sống ổn định đầy đủ, càng về già càng có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Sinh tháng 3 là người vừa có tài, vừa có đức, văn võ song toàn, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, có nhiều bạn bè yêu quý, mỗi khi gặp khó khăn đều có quý nhân giúp đỡ. Sinh tháng 4, ban đầu cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu cố gắng kiên trì sẽ vượt qua được thử thách, càng về sau càng có cuộc sống sung sướng đầy đủ, không lo thiếu thốn. Sinh tháng 5, thông minh tài giỏi nhưng thiếu may mắn. Bởi vậy, tuy rất chăm chỉ, nỗ lực trong công việc nhưng kết quả đạt được chưa xứng đáng với công sức bỏ ra. Sinh tháng 6, là người hiền lành ngay thẳng, cả đời sống an nhàn đầy đủ, có đời sống tình cảm thuận lợi, vợ chồng chung thủy yêu thương nhau, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Sinh tháng 7, có của cải tài lộc, cả đời không lo thiếu thốn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được mọi người yêu quý tôn trọng. Tuy nhiên, cần đề phòng những biến cố xấu về sức khỏe. Sinh tháng 8, là người sống giàu tình cảm, có đường tình duyên may mắn thuận lợi. Bởi vậy, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắt, được hưởng nhiều tài lộc, nếu cố gắng sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp thành công vững chắc. Sinh tháng 9, có nhiều ước mơ hoài bão và ý chí xây dựng sự nghiệp từ khi còn rất trẻ. Người này nếu muốn thành công nhất định phải kiên trì, bình tĩnh cẩn thận, không nên hấp tấp nóng vội sẽ làm hỏng việc lớn. Sinh tháng 10, ít tài lộc, cũng không có ý chí lớn, cả đời an phận cuộc sống bình thường, không uy quyền địa vị, gặp may mắn về đường tình duyên, hôn nhân hạnh phúc gia đình hòa thuận. Sinh tháng 11, cả về sự nghiệp và tình duyên đều không mấy thuận lợi, gặp nhiều khó khăn biến cố. Tai họa xuất phát từ tính tình bảo thủ ương bướng, không chịu nghe theo lời khuyên nhủ chỉ dạy của người khác. Sinh tháng 12, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp, không có ai giúp đỡ, phải tự mình giải quyết, tháo gỡ rắc rối. Nếu muốn thành công phải có lòng quyết tâm kiên trì. Tương hợp và xung khắc giữa tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 và các tuổi khác. Tuổi Mậu Thân và tuổi Tý. Tý và Mậu Thân được cho là một cặp trời sinh bởi cả hai đều hài hước, vui tính và hòa hợp với nhau. Tình yêu của họ cũng thật mãnh liệt, lãng mạn khiến cho nhiều người phải ghen tị. Tuổi Mậu Thân dù luôn tôn thờ chủ nghĩa độc lập, tự do, nhưng họ không bao giờ cảm thấy khó chịu. Bị bó buộc trong vòng tay của tuổi Tý,
Cặp đôi này có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời và cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa tuyệt vời. Tý và Mậu Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn kinh doanh. Mậu Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc. Tính quyết đoán, giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. Tuổi Mậu Thân và tuổi Sửu. Sửu và Mậu Thân là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng may mắn sự khác biệt ấy lại là cầu nối giúp họ xây dựng một mối quan hệ lâu dài, gắn bó trên phương diện tình yêu. Họ thấu hiểu và chung thủy với nhau. Sự khéo léo trong cách quản lý người yêu và Mậu Thân luôn cảm thấy tự do, thoải mái. Tuy nhiên, cặp đôi này lại khó có thể tìm thấy tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì với một mục tiêu cố định. Điều đó có vẻ là Mậu Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào. Tuổi Dần và tuổi Mậu Thân. Dần và Mậu Thân khó có thể hòa hợp và duy trì mối quan hệ lâu dài. Dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, một lời khuyên chân thành đó là cặp đôi này phải thực sự nghiêm túc, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau mới nên phát triển tình cảm. Nếu nóng vội, không nghiêm túc thì cuộc tình này mang lại nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ của Dần và Mậu Thân cũng khó có thể duy trì lâu dài. Những người tuổi Dần của sự ảnh hưởng sâu sắc của tiền bạc, địa vị và uy quyền. Họ sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu đến khi đạt được những điều mình mong muốn. Còn Mậu Thân lại thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Khi gặp khó khăn, họ dễ chán nản và chạy theo những điều mới mẻ, hấp dẫn khác. Tuổi Mậu Thân và tuổi Mão. Mão và Mậu Thân đều cảm nhận được sự thu hút hấp dẫn của đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng trở nên gắn bó thân thiết. Trên phương diện tình yêu, họ có khá nhiều quan điểm và sở thích trái ngược nhau. Mão có phần nhút nhát và thích không gian yên tĩnh, Mậu Thân thì ngược lại, năng động sôi nổi là luôn có mặt ở những chốn đông người. Tình yêu của hai tuổi này có bền vững lâu dài được hay không còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu, nhường nhịn và tình cảm của hai bên. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả nếu như Mão và Mậu Thân đảm nhiệm đúng vai trò, vị trí của mình. Tuổi Mậu Thân nên là người lãnh đạo, chỉ huy và lập ra kế hoạch rõ ràng, còn Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ Mậu Thân hoàn thành công việc. Tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn. Thìn và Mậu Thân đều là hai tuổi có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tình yêu của hai tuổi này thật mãnh liệt và hạnh phúc. Họ hòa hợp với nhau và luôn biết cách làm mới tình cảm của mình. Đôi lúc mối quan hệ này xảy ra những mâu thuẫn gay gắt, nhưng điều quan trọng là tình yêu nồng nàn có thể khiến họ bỏ đi cái tôi của mình, sẵn sàng nhường nhịn, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Thìn và Mậu Thân là cặp đôi khá lý tưởng. Nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn, nguy hiểm sẽ không khiến họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Mậu Thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Tuổi Mậu Thân và tuổi Tỵ. Ban đầu, tình yêu của Tỵ và Mậu Thân thật mãnh liệt, lãng mạn. Họ thích những cuộc vui chơi, chuyến du lịch xa xôi cùng bạn bè để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tỵ và Mậu Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng bị nguội lạnh bởi Tỵ khi yêu có tính sở hữu cao, còn Mậu Thân lại muốn được tự do, thoải mái. Nếu hai bên không biết nhường nhịn, lắng nghe tâm sự của nhau thì mối quan hệ này rất dễ đổ vỡ. Sự hợp tác của Tỵ và Mậu Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra nếu như Mậu Thân quá đề cao vai trò của mình. Hơn nữa, Tỵ cũng là người rất tự tin, không muốn thua kém ai. Hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Tuổi Mậu Thân và tuổi Ngọ. Mậu Thân và Ngọ có nhiều điểm tương đồng về tính cách và sở thích. Vì vậy, tình yêu của họ cũng thuận lợi, hòa hợp và suôn sẻ hơn.
Mậu Thân và Ngọ hâm nóng tình cảm của mình bằng cách tạo cho nhau nhiều khoảnh khắc lãng mạn, đáng nhớ và những món quà bất ngờ, thú vị. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, họ rất khó làm hòa được với nhau. Họ dễ buông xuôi và theo đuổi một cuộc tình mới lãng mạn, vui vẻ hơn. Mậu Thân và Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, độc đáo. Họ có thể hợp tác làm ăn với nhau nhưng mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nếu gặp phải khó khăn, Mậu Thân và Ngọ đều có xu hướng chán nản, thay đổi mục tiêu, tuổi Mậu Thân và tuổi Mùi. Mùi và Mậu Thân dù có tính cách và nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng họ lại có thể xây dựng được mối quan hệ hòa hợp, gắn bó lâu dài, bởi Mùi hiền lành và biết nhường nhịn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của Mậu Thân. Dù đôi lúc ham chơi, không quan tâm đến Mùi, nhưng Thân vẫn luôn chung thủy, dành nhiều tình cảm sâu sắc cho người mình yêu. Ngược lại, nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn, bất đồng xảy ra. Mùi nghiêm túc tập trung vào công việc, trong khi Mậu Thân lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của Mùi. Mối quan hệ này thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. Tuổi Thân và tuổi Thân. Nếu hai tuổi Thân yêu nhau, họ sẽ xây dựng một tình yêu lâu dài, bền vững, cùng nhau trải qua những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống. Ngôi nhà của họ sẽ tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, hai tuổi Thân đều rất bận rộn với công việc và thích tự do. Họ hiếm khi dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Đó là lý do tại sao đôi lúc căn nhà của tuổi Thân thật bừa bộn. Người tuổi Mậu Thân không bao giờ chịu thua kém một ai. Họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai người tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt thường xuyên xảy ra. Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi Mậu Thân và các tuổi khác. Dẫu là người sống giàu tình cảm, thích lãng mạn mơ mộng, họ mong ước sẽ có một chuyện tình đẹp như trong chuyện cổ tích. Mậu Thân có suy nghĩ hiện thực, thích tự do và không muốn bị bó buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Hai tuổi Dậu và Mậu Thân có nhiều quan điểm bất đồng bởi vậy, tình yêu của họ khó có thể tìm được sự hòa hợp. Tuy nhiên, nếu như nghiêm túc yêu thương nhau, Dậu và Mậu Thân vẫn có thể duy trì được một tình yêu trọn vẹn, lâu dài, sẽ êm đẹp hơn nếu như Dậu và Mậu Thân trở thành đối tác làm ăn của nhau. Mậu Thân sẽ là người lãnh đạo tiên phong trong công việc, còn Dậu luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ giúp Mậu Thân thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả. Họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. Tuổi Tuất và tuổi Mậu Thân. Tuất và Mậu Thân đều năng động trong cuộc sống, sôi nổi trước đám đông. Vì vậy, họ dễ trở thành một cặp đôi trong tình yêu. Dường như Tuất có thể hiểu mọi suy nghĩ, hành động của tuổi Mậu Thân. Dù họ có cố gắng che giấu, tình yêu của hai tuổi này có thể duy trì lâu dài ngày càng bền vững, bởi Tuất rất trung thành. Điều đó giúp Mậu Thân luôn cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của người mình yêu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân. Thân dù đôi lúc cố chấp, bảo thủ cũng phải cúi đầu ngã mũ trước sự thuyết phục lý lẽ của Tuất. Hai tuổi này bổ sung, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Tuổi Hợi và tuổi Mậu Thân, Hợi hiền lành và nhút nhát sẽ luôn cần sự chăm sóc, bảo vệ của tuổi Mậu Thân. Trong tình yêu, họ dành cho nhau nhiều tình cảm chân thành, mãnh liệt và sâu sắc. Hợi cảm thấy ngại ngùng khi xuất hiện trước đám đông. Bởi vậy, Thân sẽ là người giúp Hợi tự tin hơn trong cuộc sống. Những người tuổi Khỉ ham chơi ít khi dành thời gian chăm sóc cho gia đình và sự xuất hiện của Hợi sẽ khiến gia đình họ trở nên ấm cúng, hạnh phúc hơn. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, mối quan hệ này trở nên hòa hợp, gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ thật thà của Hợi luôn khiến tuổi Mậu Thân tin tưởng, hài lòng. Thương mệnh chủ Mậu Thân, thân mến, qua mỗi video tử vi luôn muốn gửi gắm đến quý bản mệnh những điều tốt lành nhất,
và những gì tử vi tiết lộ hôm nay có thể giúp bản mệnh có cuộc sống tốt hơn. Bản mệnh cũng đừng quên nghe theo lời dạy của Phật và cổ nhân nhắc nhở. Từ bi chính là phong thủy tốt nhất. Từ bi hỷ xả lấy việc giúp người làm niềm vui thì vận khí càng vượng, cuộc đời yên ổn, nhiều quý nhân phù trợ. Câu chuyện cuộc sống về lòng từ bi dưới đây đã minh chứng rằng từ bi chính là phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ở Hiền Gặp Lành, Cuộc Đời Mậu Thân, sinh năm 1968, trong 3 năm tới, trời Phật ban lộc, may mắn song hành nổ mạnh, tiền quyển theo nhau kéo về mạnh mẽ, phất lên giàu có hết phần thiên hạ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.